Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt tìm hiểu về thống kê dân số 2020 với chị Nguyễn Thị Ngọc Giao. Chương trình do Võ Thận Nhân thực hiện. Tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc chị Nguyễn Thị Ngọc Giao để tìm hiểu một số vấn đề có liên quan đến vấn đề mà Bureau Census sẽ có một cái kế hoạch để mà kiểm kê dân số năm 2020. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi, à, xin kính mời quý vị theo dõi. À, kính thưa chị Giao, uh, chương trình tuần kỳ trước chúng ta uh, cho phát hình đó thì có một số những cái điều rất là đáng để ý. Nhưng mà bây giờ nó đáng để ý hơn nữa là khi nào cái chương trình nó bắt đầu? Và cái người mà muốn ghi danh đó phải chuẩn bị những cái điều gì vậy thưa chị Giao? Uh, xin uh, kính chào quý khán giả của SBTNDC và cái câu hỏi của anh là khi nào? thì có quyền kiểm kê dân số. Kiểm kê dân số được ấn định là mỗi 10 năm và cái ngày đúng của nó là ngày 1 tháng 4. Theo như lần trước là năm 2010 thì lần này sẽ là năm 2020. Ngày 1 tháng 4 năm 2020 thì toàn quốc sẽ đếm tất cả mọi người dân có mặt tại Hoa Kỳ. Những người này không cần quốc tịch, không cần tình trạng di trú. Người khách từ Việt Nam sang ở nhà quý vị mà ở lúc đó cũng phải được đếm em bé mới sinh vào ngày 1 tháng 4 cũng phải được đếm. Thì đó là nguyên tắc. Nhưng mà để cho đếm được đủ và không thiếu ai thì Census Bureau hay là nhà thống kê đã phải làm việc từ một năm nay. Họ làm qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thành lập một cái hệ thống gồm có những người dân Uh, như chúng ta, như người dân Việt Nam, người dân ở uh, Đại Hàn, những dân uh, những người dân thiểu số. Và điều thứ hai là bây giờ là thời gian này là nâng cái sự hiểu biết về chương trình này lên để mà đến sang năm và tháng 3 năm 2020 thì họ sẽ bắt đầu khởi động. Và khi khởi động thì họ sẽ uh, phát ra cái tờ câu hỏi. Và lúc đó thì chúng ta sẽ khuyến khích nhau để mà trả lời câu hỏi. Và đến ngày 1 tháng 4 trên nguyên tắc là tất cả mọi người phải đều đã trả lời câu hỏi. Nhưng mà nếu quý vị không trả lời thì sau đó nhà kiểm kê dân số sẽ cho người đến tận nhà gõ cửa Yên và xin hỏi có, với quý vị. Mình có mở cửa cho người ta vào không chị Giao? Rất cần thiết là mình nên mở cửa. Trên nguyên tắc thì cái câu hỏi nó cũng đơn giản và những người mà đến nhà mình thì họ phải đeo cái bảng, họ nói chúng tôi là nhân viên của nhà kiểm kê dân số và họ chỉ yêu cầu quý vị điền vào cái tờ câu hỏi. Và những tờ câu hỏi này cũng rất đơn giản. Nó chỉ hỏi là có bao nhiêu người ở địa chỉ này, những người này tuổi bao nhiêu tuổi và nói tiếng gì, thuộc giống dân gì. Nhưng nếu mà cái người nào đến nhà quý vị mà không có trình um, ra hay là không có đeo cái bảng nhận diện của nhà kiểm kê dân số hay là hỏi quý vị những cái câu hỏi không đúng, chẳng hạn như là hỏi về số tiền ở trong nhà băng thì đó là không đúng. Và nếu mà họ hỏi về số an sinh xã hội thì cũng không đúng. Không ai được quyền hỏi số an sinh xã hội của quý vị. Những người làm việc cho nhà thống kê dân số cũng bị phải lo lắng về những cái chi tiết này là những chi tiết này phải hoàn toàn được bảo mật. Nếu mà họ tiết lộ chi tiết này cho bất cứ ai thì họ sẽ bị phạt đến 250 ngàn là một số tiền rất lớn và họ có thể bị tù đến 5 năm. Yeah. do đó chúng ta không có lo sợ về những chi tiết cá nhân và những chi tiết cần bảo mật của mình. À, Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng có tham dự một số những cái chương trình khi mà nghị hội toàn quốc người Việt tại Hoa Kỳ mà chúng tôi được tham gia để mà chúng tôi ghi danh những người giúp cho những người đồng hương của chúng ta đó thì chúng tôi cũng có những cái mối lo cái lo thứ nhất đó là khi mà cha mẹ mình ở trong những cái heo khe dài hạn ở những cái rehab center con mình đi lính con mình đi học ở xa. Thì những cái điều đó nó, nó sẽ giúp cho mình như thế nào để mà không có bối rối nếu mà chị Giao giải thích thêm. Vâng, dạ. trên nguyên tắc thì người ta chỉ đếm những người ở cái địa chỉ hiện thời mà thôi, tức là phải ngủ qua đêm tại địa chỉ đó. Những người có cha mẹ già ở trong viện dưỡng lão hay là có con đi học xa hoặc là có con đi lính thì chúng ta không có để vào vì những cái cơ quan kia, viện dưỡng lão hay là chỗ quân Mấy đội đế. hay là ừ. trường học họ sẽ đếm những người đó cái số tiền mà quốc, quốc hội chi ra là để lo cho người dân ngay tại địa điểm đó. Cho nên những người không ở địa điểm đó thì chúng ta không cần kê vào. Và khi mà chúng ta kiểm tra dân số thì thường thường người ta hỏi là phái tính. Bây giờ vấn đề phái tính nó mở rộng. Do đó nên mình không ngần ngại gì để mà khai vấn đề phái tính và vấn đề tuổi tác có đúng vậy không đó, chị Giao? đúng như vậy những vấn đề phái tính trên thực tế hồi xưa chỉ là để tìm hiểu để mà giúp đỡ người ta thôi và cái câu hỏi năm nay thì nó cũng không có hỏi rõ là có phải người đồng tính hay không họ vẫn chỉ hỏi là nam hay nữ và chúng ta muốn thì chúng ta cứ khai trên thực tế thì cái nhìn của hoa kỳ và thế giới bây giờ rất rộng rãi và họ không có để ý nhiều đến sự phân biệt phái tính nữa và khi mà chúng ta nói văn hóa của người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ thì chúng ta dính liền với lại tôn giáo do đó là khi nói đời sống tín ngưỡng tôn giáo thì chúng ta có những cái tôn giáo giống như Phật giáo tinh lành cao đại hòa hảo thì như vậy trong tiếng Anh nó có spell out ra những cái điều đó để mà họ thọ hỏi thăm mình không vậy dạ, thưa chị không Thì không Hoa Kỳ là một nước quan niệm là phải không có được kỳ thị tôn giáo cho nên trong bản câu hỏi họ sẽ không hỏi là tôn giáo của quý vị là gì tuy nhiên vì chùa, nhà thờ là những nơi mà chúng ta thường xuyên đến. Thì nếu quý vị làm việc ở chùa hay nhà thờ thì đây là một cơ hội để mà chúng ta phổ biến những tin tức này để mà quý vị đồng hương đến chùa hay nhà thờ có thể nói với những người quen biết là nên khai trong cái bản thống kê dân số cho năm 2020. Trên thực tế thì hiện giờ nhà thống kê dân số có đưa ra cái cách khai cho dễ dàng là quý vị có thể vào khai ở trên mạng internet và có thể khai qua phone thì những điều này nếu quý vị có con em trẻ hay quý vị hay sử dụng bây giờ người việt sử dụng uh, điện toán rất là nhiều thì có thể vào và khai ngay trong điện toán yeah. Yeah. và kính thưa quý chúng tôi cũng được biết rằng khi mà sau khi mà họ thống kê xong đó uh, họ gọi là kiểm kê dân số chứ không phải là kiểm tra. À, cái điều này chị Giao có thể chia sẻ để mà có những cái chi tiết để cho người ta không có ngại. Gần, à, kiểm kê tức là chỉ đếm mà thôi. Thì cái luật của Hoa Kỳ do Quốc hội đưa ra chỉ là đếm người dân chứ không có điều tra gì cả, không có kiểm tra gì cả. Đếm người dân để mà chính quyền thực hiện cái nghĩa vụ của chính quyền cho người dân là phải lo cho người dân đầy đủ những cái nhu cầu. Và khi mà cái con số đếm đó đưa lên quốc hội thì quốc hội sẽ chuẩn chi mỗi đầu người là khoảng 1 tám đến 2 ngàn đồng. Do đó sẽ không có điều tra, không có tìm hiểu về tình trạng di trú, không có tìm hiểu tội phạm, không có tìm hiểu bất cứ một điều gì chi tiết cá nhân của quý vị. Và cuối cùng chị Gia có thể cho biết một cái, cái, cái lợi mà cái lợi mà tôi gọi là thiết thực nhất khi mà chúng ta phải ghi danh để mà chúng ta được uh, kiểm kê dân số Đúng. cái lợi thiết thực nhất dạ cái lợi thiết thực nhất là ngay tại chỗ của quý vị uh, sẽ được hưởng một số tiền, thí dụ 2.000 đồng một năm trong 10 năm, đó là 20.000. Thì 20.000 đó, chính quyền địa phương sẽ giúp được cho quý vị có uh, đầy đủ những cái nhu cầu của cá nhân. Có những người già cần Meals on Wheels, cần sự trợ giúp của health, Home Health Care, có những trẻ em cần có lớp học. Và ngay tại quận Fairfax, chúng ta biết chúng ta đã có lớp học tiếng Việt. Đó là nhờ vào cái con số của thống kê dân số. Thì đây là những điều thiết thực. Nếu chúng ta không có đếm tự đếm chúng ta vào thì một năm cái chỗ mà chúng ta ở sẽ bị thiếu hai chục ngàn và hiện thời thì đương có sự thâm hụt ngân quỹ rất là lớn do đó nếu mà thiếu cái số tiền này thì chúng ta sẽ bị cắt đi những cái phúc lợi xã hội và những cái phúc lợi xã hội lớn nhất hiện thời là Medicare, Medicaid chẳng hạn Virginia vừa nhận được cái chương trình Medicaid Expansion có nhiều người Việt hiện thời rất cần chương trình này và nếu chương trình này bị cắt đi thì rất là nguy hiểm cho cộng đồng chúng ta. Và cuối cùng thì để cho bà con có thể liên lạc để tìm hiểu mặc dù họ không ở tiểu bang Virginia, họ ở bất cứ tiểu bang nào khi mình xem cái chương trình truyền hình ngày hôm nay thì họ có thể liên lạc với lại tiếng nói người Mỹ gốc Việt như thế nào vậy thưa chị? Đã, trên thực tế thì họ có thể vào cái census bureau.gov và tìm hiểu. Họ chương trình này có tiếng Việt. Ở trong cái census bureau.gov có tiếng Việt và ở mỗi tiểu bang đều có cái hệ thống làm việc như thế này tức là sẽ có người Việt ở trong cái um, gọi là Complete Cow Committee tại tiểu bang Virginia ngay cả địa phương của quý vị nếu ở Richmond hay là ở Tidewater, Hampton Road North Fox đều có những cái nhóm làm lo về cái chuyện này và nếu quý vị đương là người Việt thì quý vị có thể đến để trợ giúp Hiện thời Census Bureau trên toàn quốc đang thuê người và điều mà chúng ta cần làm là chúng ta đến nộp đơn để xin làm viện những người mỹ gốc viện mà có hai tiếng nói vừa tiếng việt vừa tiếng anh sẽ rất là tốt cho census bureau vì chúng ta có thể nói chuyện với đồng hương và chúng ta có thể vừa được trả lương và vừa được giúp được cộng đồng thì đây là điều chúng ta nên làm Xin được cảm ơn chị Giao rất là nhiều và chị đã dành thời giờ cho hai cái chương trình rất là hữu ích. Hy vọng trong tương lai sẽ được hợp tác với chị Giao. Dạ, yeah. dạ cảm ơn anh yeah. Nhân. Dạ. kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và chị Nguyễn Thị Ngọc Giao tìm hiểu về Bureau Census năm 2020 đến đây xin được tập chấm dứt. Và chúng tôi hy vọng là trong tương lai nếu có những điều gì thắc mắc mà chúng tôi có được, chúng tôi, chúng tôi sẽ mời chị Giao trở lại với lại phòng thu hình của chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin được kính chào. Yeah. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với bàn biên tập SBTNDC xin email về washingtondc.sbtn.tv Nam Anh kính chúc quý vị có một buổi tối lễ tạ ơn, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Nam Anh kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.